Vẫn thế này là hơi khó. Đây là cái mày nó mát chưa nhỉ? Nó mát. Cái tầm này nó mà nắng lên đêm trước tầm này thì dám leo lên mái đâu. Có gì nữa không có? Bắn lên con trên là một phát nữa, xong tí em xuống em giết con đấy chứ. Bác chủ bác để cho ông một phút này thì sẽ... Tí em giết cho anh chưa? Đấy, phóng to ra anh em nhìn. May cái thời tiết hôm nay nó mát chứ không thì anh em tập này cũng chưa lên mái được. Nhưng mà ngày bình thường là phải khoảng tầm 3 giờ, 3 giờ 3 rưỡi. No chỗ này sớm muộn là lại mưa trận nữa rồi. Lại mưa tiếp. Cảm tưởng như chỗ oi áp thúc. Cảm tưởng như áp thúc thì đứa lại báo, chỗ này lại báo do gì tiếp. Không, không. Nó oi chỗ này, cái gì cũng lại mưa trận nữa. Thấp dài lắm. Thế này tí nữa là buộc dây vào cánh cửa sổ đấy, cánh cửa đấy cửa gỗ cái gì đúng không, gỗ cửa sắt vậy. Cái nào? Cái chỗ cái uốn vòm cong cong đấy bằng bê tông vậy, cái này trắng trắng đấy, bê tông à, bê tông đổ à, bê tông sẵn đúng không? Đất ở trong đấy sáng bỏ sắt thôi. Cái này xong còn một bên mới bắn sáng bắn ở một bên mái của một bên này quay sang bắn nóc, nóc vậy phải làm cột chống sét kéo xuống xung quanh thợ sắt bởi vì không phải mất 2 ngày nữa. Không, cái đằng sau đã được.